Thưa quý vị, chúng ta vẫn hay nói vui rằng bóng đá là sự nghiệp của những cầu thủ mà quần đùi áo số. Vậy mỗi số áo có những ý nghĩa gì? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của những số áo mà các cầu thủ đã lựa chọn trong mùa giải mới. Cứ sau mỗi kỳ chuyển nhượng mùa hè thì câu chuyện về các cầu thủ và số áo của họ đã trở thành đề tài bàn luận thực sự sôi nổi trên các trang báo và giữa các cổ động viên, như là việc tại sao David Alaba lại khoác áo số 4 tại câu lạc bộ Real Madrid thay vì số 27 yêu thích của anh, hay là sao Messi lại khoác áo số 30 tại Paris Saint-Germain thay vì chiếc áo số 10 đã quá quen thuộc. Nhưng cách đây gần 100 năm, câu chuyện số áo của các cầu thủ có vẻ lại được lựa chọn một cách dễ dàng hơn. Tại trận chung kết Cúp FA năm 1933, thậm chí các cầu thủ Everton và Manchester United còn chia đôi số áo trên sân một cách đầy thú vị như thế này. Các cầu thủ Everton trong trang phục áo trắng sẽ mang số từ 1 cho đến 11, và ở phía bên kia sẽ là những số từ 12 cho tới 22. Trong khi đó thì đội tuyển quốc gia Argentina từng gây bất ngờ thú vị tại các giải đấu mà họ góp mặt trong giai đoạn những năm 1970 cho tới 1980, khi mà ban lãnh đạo của đội bóng này đã quá mệt mỏi với việc tranh nhau số đẹp giữa các cầu thủ và họ quyết định chia số áo lần lượt theo tên của họ trong thứ tự bằng chữ cái. Và thế là chúng ta được thấy tiền vệ Osvaldo Adriles mặc áo số 1 thi đấu bên cạnh Maradona như thế này đây. Nhưng câu chuyện thú vị nhất có lẽ lại thuộc về anh chàng Jorge Campos của đội tuyển Mexico. Từ một tiền đạo mang áo số 9, cầu thủ này đã quyết định thử sức mình với vai trò thủ môn cùng chiếc áo số 1. Và thậm chí việc cầu thủ này chơi cả hai vai thủ môn và tiền đạo trong cùng một trận đấu lại là điều không hề hiếm gặp. Chưa nói tới việc mặc áo số 1 chơi tiền đạo và số 9 để làm thủ môn tại các giải đấu khác nhau.